sau một ngày dài. Tôi không còn là giấc mơ mà là hiện thực, nơi mà giá trị cuộc sống phụ thuộc vào sự tin tưởng vào nơi mà bạn đầu tư. Ở đó, những tiện ích, những cuộc cách mạng công nghệ đều lấy bạn làm trung tâm để phục vụ và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy đến cùng tôi và ta sẽ cùng nhau xây dựng một thành phố của ngày hôm nay và tương lai. Tôi là Hai Inteller.